Alo, bà chuẩn bị xuống. Alo, chị nghiệp xuống được cứu. Bà chuẩn bị xuống, bà ôn sấy. Bà ôn sấy khi bà ngày nay cô bà miền bẩm nong trong sầm phiệp ôn sấy tách ai từ tour bò miền tháp ôn sấy chia tệ để chôn bọc cầm hôn EBC mình chăng á? Chăng. Bà chia đồng bông đi ôn sấy khi trong xuôn tách nãy trong xuôn tháp ôn sấy chmu ấy đấy hay ôn sấy ruộng nơi tận nát tam khét rồi còn nâng cống. Chăng anh chmu ập ha hay băng tỉnh phun được cứu. Ôn sấy pha nè nơi nơi hàng băng tùng phốt nơi Phnom Penh dân đi thế chẳng đấy cha cha mình chỉ nè khai tên nè Phnom Penh bà thấy có từ tour ban Pordamien tha ôn sấy ban Prapra và lịch tập họ bóc cầm hồn EBC ban đã chia đồng bộ ngay trong suốt ôn sấy tịnh sân tháp ôn sấy miền chủng ngư ấy đã để cả lon máu miền Pành Hà sộc phết ôn ai đi bỏ bàn hết em miền chủng ngư gặp cha phổ biến mà thủ miền chìm ngư gặp bè phù viên nè. Dạ. Ồ, hay mấy tới gặp bè phù viên nó vừa cao ít bì là nà đấy. Cao dù á, nó cũng chọc bà 2 năm hơi. Ồ, bà 2 năm hơi nè. Dạ. Bà 2 năm hơi chẳng bà có chìa nè bàn xoay như rô kì hào ta xì vạ đọc xoay đấy mình chẳng á. Dạ. Thu lọ nó cũng thu lọ. Thu lọ rô xì vạ đọc xoay ấy chẳng đè. Dạ. Mấy tới ở ba để mình thu mình thôi sao hay mấy bạn được? Dạ, tại đó mà phở cầm phun bọc PVC nữa, sạch bọc kem. Bọc cái sạch sạch. Và trong suốt ôn tray tịch nữa, thằng mấy bạn score cầm phun PVC nữa. Lắp tam rạch vô được không? Sạp tam rạch vô. Đó chứ tới chưa thật bao sạp rô mơ bò đồng miền này dẫn đã chua bà tè cơm hôn EBC chẳng đấy. Chà hay bây để sạp nâng cư ôn sạy miền chùm nắp ở rôm dẳng mạch đấy là sạp nâng mơ đấy chẳng xuân tình mơ đằng bò đồng miền chẳng. Mình bố nhóm ắt chưa phong nó lục hủ nhóm chưa thật sạp ơi và hụt chỉ lý trái xa đào bê nhóm ban thở thẻ tấy còn nhóm kia tha kia bà ca sạp thật bà kê men ôi chăng tập bốn mình toàn miền chùm nứa đấy chăng à? Cha nhưng còn thật đập thôi, tại nên nhưng mà chưa nhưng chưa đấy, tại nhưng chưa đấy khác thầm đập phía rồi, tại đập bên nhà bà prà tại nhưng chưa mà rồi phía rồi tại đó. Anh chăng à? Tập bốn chưa đấy, vẫn là chưa tạch sân nữa, toàn bàn prà. Bạn đã chọn xua thầm, bây giờ bạn sẽ đập nâng hơi, còn là sẽ đập ngày nâng sai. Chơi một tinh và lên được phòng món rồi cô đập vào to dù đấy đập ngày nó sai từ tinh món là khổ ở trăm dù phòng ấy cho mình sẽ chặt lươn mày nhóm cái tham cái bộ kế mà nhóm tính bộ kế này chết tiếc nhóm cái phở thở cục nghĩa xuống ô mình chẳng bàn đây tham miên nè bài hàng nó kịp ra đây chẳng á cha chẳng bộ kịp ra tới đây kịp này nó mà nhóm tới tam nâng tới đập nhóm phở tới bị thử chẳng đá là khổ á thử bạn. Rồi phía rồi mà mình lấy tay chẳng bàn đây thật đập hơi miên kịp này nó thiệt nơi bài hàng nâng cha bà bảy đành chẳng vừa cao miên này chùm đưa khá chẳng tên á và nó mình toàn mà rồi phía rồi đó bàn pra bàn đang thầm rồi phía rồi á cha bà ấy trong xua phía cả ra rục mới là cả ra rục để bắn hạ cặp pea của viên, cầu pi cặp pea của viên nó ôn biên chủng ngư ai xem chết đại cuội cọt sầm cọt đấy. Lúc cũ nhâm chén để chết pe nhâm chén đa tây na tiếng nhâm pea mũ của đào ấy đó. Trong lang cái đó cột mình đăng mà chết đi tranh cũng đấy ngày mai tây nhâm chén đa thấy ngày được cũ. Mau bây giờ chút ba tàu phim đi chỉ do nhiều mà đông các ba chứ. Pe để tranh tới tụ bay thập ôn pea mũ cả đói cứ thay chư các ba để mà đong chẳng à? Cha cụ cha, ở tây tranh thời cũng đấy ngày mình đăng mình. Bởi bạn đâu có nông một lúc ở đây thì đấy. Chà ở đây ấy. Công để tranh đa để tranh đa mà đang mấy cái thời thì ba nhà mắt tiếp cái chỗ ấy mà đom chú tục tục từng lít năm có ba thứ cũ tinh năm tinh giờ mình lấy có ba tiền khăng đấy chẳng gì chẳng cho cà ra rốt chú các ba nó việc cà miên thay nó rồi có bị pel nào mà đấy em cũng du na ấy ở tại những tranh ta mà đang mấy cái gì khó khăn ở tại tranh ta thời ngay từ chú các ba mà ở tại tranh đa thời ngay đang ở chú các ba đấy để tranh cầm đại ngay mà bà nâng rốt xây nhà cầu pi cà pe phổ biến ấy cho miên rốt sinh nhà ấy tiệt đấy để ôn cao miến chùm ngư xây xây ấy tiệt đấy. Cao muốn làm thọ, tây cha pe nhầm bọc ai chứ không cũng nhầm cùi du chẳng lo nhiều tám ngày lắm thay chọc thì cái chọc non nữa. Ta đây nhầm ban thở hà bồng bòn bộ EDC đấy. Bạn. Pirolina maca đó. Bà. Sao ta từ lúc bao nhiêu lúc mà tây nào cũng chia sắc bao nhiêu không? Em nhầm thở cho ban mà khai thầm thử phong luôn. Bạn. Chẳng ai chừng ngư để cao miến đang miến tăng vị chư có ba miến tăng vị chọc chọc cái năng. Chọc cho ăn khăn ông đang đấy, cào bị cái bè của viên chẳng đấy. Hai coi mới từ tôi vô của ba là cũng lại những sự vắng món mưa khơi món. Bạn. Ai đơn cha đây nhâm nhâm mà nắng, hai lúc bắt ở lý nhâm chia lại đừng tay na gì nữa, bắt món cũng.
ដល់ពេល 100% ហ្មងដល់ដល់ពេលប្រើជា50ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនជើញមកពីថ្ងៃតើហេដូចបាត់អស់ឥឡូវហ្នឹងណែអញ្ចឹងមើលអារោគសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាឥឡូវលែងមានទៅណាបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់អឺស្ពីរូលីណាម៉ាកអឺ 100% ហ្មងលោកគ្រូបងនិយាយចាំទៅតាំងអត់មានតាំងពីហើយខ្ញុំប្រើតាំងដល់មួយខែផងលោកគ្រូបងនិយាយទៅតាំងដល់មួយខែបាទបាទអូផ្លៃដែរអឺចង់សួរបងអូនថាមើលផលិតផលដែលប្រើហ្នឹងវាមានអីខ្លះចង់ចង់បងអូនរៀបរាប់តិចមើលមើលខ្ញុំប្រើហ្នឹងដូចស្ពីរូលីណាម៉ាកាបាទស្ពីរូលីណាម៉ាកា1ហើយនឹងខ្លោទឹកខ្លោរ៉ូវីលទឹកខ្លោរ៉ូវីល2ហើយហើយនឹងឆ្នាំដុសធ្មេញម៉ាក់ស្មៃ2អូទិញតាមធ្មេញដែរណាបាទចាអូឆ្នាំហ្នឹងក៏ប្រើលោកគ្រូខ្ញុំភ្លេចនិយាយជំរាបលោកគ្រូបាទតាមមុនខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំដុសធ្មេញទៅខ្ញុំតែមានឈាមចេញតាមចានធ្មេញលោកគ្រូបាទបាទតែដល់ពេលខ្ញុំប្រើឆ្នាំដុសធ្មេញខ្ញុំស្ទាត់អស់មកទីផងតែបានដល់កាកដាលផងឥឡូវបាក់បាទអាឈាមតាមចានធ្មេញអាឈាមតាមចានធ្មេញចាបាត់ឆ្លាស់ហ្មងលោកគ្រូអូចាំទៅណោលេងអេសុទ្ធតែប្រកែផលិតផលសុទ្ធតែប្រកែហ្មងបងនិយាយទៅចាហើយខ្ញុំនិយាយកាត់លោកគ្រូតិចបាទហើយមួយទៀតនឹងប្រេងកូឡារ៉ាម៉ាឌីកាលោកគ្រូបាទខ្ញុំទិញយកមកចាបាទខ្ញុំទៅផ្សារទាំងធ្វើម្ហូបចឹងខ្ញុំទិញត្រីយកមកវះហ្នឹងគ្រូដល់ហាច់ទៅវាចែកដល់ញាតខ្ញុំមិនបានកាន់កាបិតនេះហ្នឹងព្រោះវាមុតដៃអូឡើងឈាមដូចគេអាកោមន់ហ្នឹងគ្រូអីខ្លាំងទៀតបាទបាទដូចជាជាត្រីជាសាច់ពេញពីដៃចឹងបាទបាទពេលខ្ញុំយកអាប្រេងកូឡារ៉ាម៉ាឌីកាយកមកបិទនៅឡើងមក4បាទមកស្ទុបបាត់ឈាមហើយបាត់ឈឺបាត់អីទាំងអស់លោកគ្រូប្រហែលតែថ្ងៃក្រោយអាមក4ខ្ញុំជាសះស្បើយដូចអត់មានមុតអីចឹងអីអាឡូវអូបកែបកែអាឡូវតែប្រទេសហើយមែនទេអញ្ចឹងបត់វិសោធន៍ហ្នឹងវាអស់ហើយអញ្ចឹងតាំងពីឆ្នាំដូរថ្មិញតាំងពីប្រេងកាឡាតាំងពីអាហារបំពន់ហ្នឹងសោះប្រកែទាំងអស់និយាយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំប្រើអាហារបំពន់លោកគ្រូខ្ញុំជំរាបគ្រូថាមែនមែនតែបងលោកគ្រូខ្ញុំប្រើច្រើនតែអត់ត្រូវមកត្រូវបងអូអញ្ចឹងធ្លាប់ខ្ញុំប្រើច្រើនធ្លាប់ប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងដែរអូចាចា3 4កន្លែងលោកគ្រូតែអត់មានប្រសិទ្ធភាពដូចលោកគ្រូនិយាយចាំទៅបាទបាទខ្ញុំតែញ៉ាំបច្ចេកឈ្មោះចាអូខ្ញុំស្មានតែអត់ដែលប្រើទេស្មានតែចាប់ដើមប្រើរបស់ខ្ញុំយកតែម្ដងខ្ញុំប្រើច្រើនអូតែខ្ញុំនិយាយជំរាបលោកគ្រូបាទបាទបាទអូយើងបាទនឹងយើងលាក់ណាមិនបាច់រៀបរាប់ទេអានឹងយើងការរស់ស៊ីរបស់គេបាទគាត់តែជំរាបជូនអញ្ចឹងណាអូអញ្ចឹងគឺតាំងពីឆ្នាំដុសធ្មេញតាំងពីប្រេងកាឡាអីសុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍ហើយអស់មិនអញ្ចឹងណាបាទហើយចុះមើលអាបញ្ហារាយសុខភាពខាងក្នុងវិញតើក្រពះពោះវៀនអីហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវហ្នឹងអីលោកគ្រូនេះត្រូវច្រើនហ្មងកាលមុនខ្ញុំញ៉ាំទឹកក្រូចអីចឹងធ្វើជាងមកលំជូតែដល់គេខ្ញុំញ៉ាំអាទឹកក្លរ៉ូវៀននោះអត់លោកគ្រូញ៉ាំទឹកក្រូចធម្មតាកាលមុនធ្វើជាងមកលំជូហ្មងក្នុងខ្លួនខ្ញុំអូបាទស៊ីតវាឡើងបាទបាទបាទអូអញ្ចឹងឃើញតែខ្ញុំតែមានអារម្មណ៍ឆ្អល់នៅកន្លែងពិធូងលោកគ្រូអាចុងនេះចុងហើបនេះបាទបាទប៉ុន្តែឥឡូវមិនដឹងឥឡូវបាត់អស់ហ្មងបាត់អស់លោកគ្រូមកឥឡូវជាអស់លីងគ្មាននៅសល់ទេជាអស់អញ្ចឹងថាគប់ខែខែមិនខ្ញុំដែរស្ទះអញ្ចឹងមើលផលិតផលដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយសុខភាពខាងក្នុងហ្នឹងវាមានទឹកក្លរ៉ូវីលហ្នឹងហើយស្ពីរូលីណាម៉ាកាហ្នឹងពីរមុខហ្នឹងចាចាលោកគ្រូចាអូគេទៅប្រើតែពីរមុខសោះហ្នឹងទេហើយមើលរយៈពេលនិយាយពីរយៈពេលដែលប្រើហ្នឹងប្រហែលចាប់អាមួយខែត្រឹមទៅផងលោកគ្រូបាទចាប់អាមួយខែត្រឹមទៅបាទរយៈពេលខ្លីហ្នឹងថ្ងៃមិញខ្ញុំទៅទិញមកប្រអប់ថែមទៀតលោកគ្រូព្រោះជាតិអស់ដែរខ្ញុំទៅទិញថែមទៀតអត់អត់ទៅអឺបាទបាទបាទបាទខ្ញុំជួបអូនស្រីណាផ្ទាល់ពីថ្ងៃមិញចាំបានដឹងព័ត៌មានច្រើនណាបាទគាត់ទៅល្អមែនទេពីថ្ងៃមិញខ្ញុំមិនបានដឹងថារឿងរ៉ាវនៃសុខភាពឲ្យស៊ីជំរៅនោះអត់ទេអញ្ចឹងបានថាដល់ទទួលកិច្ចសម្ភារផ្ទាល់បានដឹងច្រើនរឿងច្រើនតាំងពីប្រេងកាឡាតាំងឆ្នាំដុសធ្មេញណាអីប៉ាកែយកមែនទេថ្ងៃរបស់គេហ្មងលោកគ្រូ 100% ហ្មងខ្ញុំជឿមែនអីបាទបាទអត់មាននិយាយថាលោកគ្រូមកជួមកអីខ្ញុំអត់ទេណានេះខ្ញុំនិយាយការពិតហ្មងនិយាយត្រង់ហ្មងណាចេញពីចាចេញពីចិត្តចេញពីបេះដូងខ្ញុំហ្មងវាប៉ាកែមែនលោកគ្រូបាទមានហាអំពោថាប៉ាកែដូច EBC ហ្នឹងមិននិយាយចំទៅបាទបាទអីពិតប្រាកដមានអតិថិជនយើងច្រើនណាស់ដែលគ្រប់គ្រងណាបាទអញ្ចឹងអរគុណបងអូនស្រីច្រើនណាស់ដែលនៅខាងបឹងតពុនអូនស្រីផាហើយដោយសារពេលវេលាខ្ញុំក៏លេចទៅឃើញថាវាច្រើនដែរហើយជាចុងក្រោយបងអូនមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ប្រិមិត្តយើងដែលកំពុងស្ដាប់បានទេឲ្យគាត់បានដឹងបានទទួលស្គាល់ផលិតផលយើងចាអរគុណលោកគ្រូជាដំបូងខ្ញុំសូមជូនពរដល់ក្រុមហ៊ុន EDC
បាទអរគុណច្រើនណាស់ដំណើរការទៅមុខកាន់តែរីកចម្រើនព្រមទាំងអ្នកអតិថិជនគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនអរគុណបងខ្ញុំគិតថាមានតែក្រុមហ៊ុន EVC ដែលល្អធ្វើឲ្យជាជំលោកមានទំនុកទឹកចិត្តហ្មង 100% ហ្មងព្រោះអាបំពន់ប្រកាសអតិថិជនរបស់គេណែបាទអរគុណច្រើនបងបាទចាហើយប្រិមិត្តយើងផ្សេងផ្សេងដែលមិនទាន់បានប្រើអញ្ជើញប្រើទៅមិនខុសទេណាចាឲ្យគាត់អញ្ជើញមកប្រើដូចញៀនខ្ញុំមកព្រោះញៀនខ្ញុំមិនងាក់គៀតែតែខ្ញុំប្រើទៅវាត្រូវ 100% មិនខ្ញុំជឿបាទអរគុណបងប្អូនស្រីច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំបានតំណាងក្រុមហ៊ុន EVC ក៏ជូនពរដល់បងប្អូនស្រីណាឲ្យទទួលបានសុខភាពល្អអស់ 100% ដល់មកឲ្យជាជំងឺទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងរាងកាយហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនណាស់បងប្អូនស្រីចាចាអរគុណជំរាបលាបាទអរគុណជំរាបលា